Vào đi xem nào. Em xem ánh sáng xem nào. Không, không. Em cứ vào đi, em cứ vào đi. Xong tí tí ngồi xong anh nhìn xem nào. Tí cho hai đứa ngồi trong này, em ngồi ngoài. Chắc ánh sáng chắc ổn luôn. Sẵn sàng chưa? Dung và Thân chào toàn thể quý vị khán giả của kênh nhá. Chào các bạn nha. Và các bạn thấy có hai nhân vật rất là đặc biệt đang ngồi cùng với Du Văn Than đây. Các bạn xem video hôm trước ấy thì thấy rằng là mình đang đào cái bể nước ở trên nhà cha, và buổi trưa hôm đó thì mình bảo là có một chút việc và mình phải về dưới này, mình không ở lại ăn cơm cùng với mọi người được. Thì thực ra đó là hôm nay thì có Du và Thương đến chơi với cả Du Văn Than. Thì hôm nay mình về và mình tận tay để nấu cơm cho hai bạn này ăn nhé, bởi vì lên bảng các bạn ấy nấu cơm cho ăn rồi. Hôm nay là mình sẽ vào bếp mình nấu cơm nên là không quay được cho các bạn xem cái đoạn đấy. Bây giờ vào mâm rồi thì mình sẽ... Em có nhặt rau rồi, chứ có phải bọn em không nấu. Có nhặt rau ghi nhá. Thì hôm nay một là hai em sang đây chơi vì hôm nay là chủ nhật thì các em ấy cũng tranh thủ được ra khỏi ký túc xá để đi ra ngoài cho nó thoáng, chứ bình thường là ở ký túc xá quản lý rất là chặt, gần như không được ra ngoài một chút nào cả. Thì hôm nay các em sang chơi và cũng nhân tiện để mình gửi quà của các nhà hảo tâm đã gửi cho Thương và Dua. Trong đó thì là có cô gì ạ? Cô Ngoan. Cô Ngoan ở Sơn La, cô gửi cho Dua một cái thùng này quà. Thì lát nữa ăn cơm xong thì anh em mình sẽ mở ra xem. Cùng với lại là 300.000 tiền mặt. Nhưng mà 300.000 tiền mặt thì hôm nay chủ nhật thì ra mình vẫn chưa nhận được. Thì mình sẽ chuyển cho Thương sau. À, cho Dua sau. Dua thì còn có một chú nó có link Facebook là Văn Đông Phạm ở Đức, chuyển cho Dua số tiền là 2.300.000, tức là 100 đô ấy. Và anh Hải ở Hà Lan thì gửi cho hai bạn này mỗi người 500.000. Đấy, thì tổng cái số tiền mà Dua nhận được sẽ là bao nhiêu nhỉ? 2.800.000 và 300 nữa là 3.1 triệu. 3.1 triệu đúng không? Thì tổng số tiền của Dua sẽ nhận được là 3.1 triệu. Thì mình sẽ chuyển cho Dua làm hai lần, mỗi lần 1.500.000 để cho Dua sử dụng trong ký túc xá, bởi vì cũng không đưa đất cho Dua ngay, vì ở trong ấy thì ở phòng trọ rất là đông người và phức tạp, nên là nếu mà đưa đất thì cũng chẳng tiêu đến, là nó không may nó mất mát ra thì lãng phí. Ok, còn chỗ này nữa. À, đây là quà của Du Văn Than, bao gồm sữa và lương khô để cho hai em ấy sẽ ăn phụ thêm vào buổi tối, vì ở tối ở đấy nhưng mà học quê thì hay đói, dù hay kêu đói nên là sẽ mua quà cho các em ấy một ít quà nữa. Bây giờ mình sẽ quay gần lại mâm cơm để cho các bạn xem hôm nay Du Văn Than nấu những món gì để cho hai em này ăn nhá. Và sau khi bữa cơm thì chúng ta sẽ mở quà và trao quà cho hai em ấy. Thì mời các bạn sẽ theo dõi nhá. Phần ăn cơm thì sẽ nhanh chóng thôi, vì các em ấy không thích ghi hình lúc ăn cơm nên mọi người thông cảm. Ok, Thương ơi, cười lên cái em nào. Anh biết là từ nãy giờ quay video không cười được tí nào đúng không? Có cười. Có cười à? Rồi đây, ngồi thẳng lên nào. Ngồi khỏe khoắn lên ra nào. Đấy, mỗi hôm lên bản thì kiểu gì cũng rượu chè bé bét, nhưng mà hôm bây giờ các em ấy là học sinh rồi, là chuẩn. Hôm nay giờ em không ngoan rồi, em không uống rượu bia nữa đâu. Nay ngoan rồi, nay em ăn cơm rồi nhá. Đây là rau luộc này, có giò này, và món cái gì, thịt chân giò hun khói gì đấy. Đấy, hôm nay ba anh em ăn có ba món vậy thôi. Thì các bạn quay gần lại để các bạn thấy là hai em đi học một thời gian là vẫn khỏe mạnh đúng không? Không, rồi là em đi kiểu là em đi xa nhà một phát là em hay đau bụng, em không biết tại sao. À, hay ở trong ấy hay đau bụng à? Có thể là không quen. Không phải là không đau lắm mà cũng đau bình thường khó chịu lắm nhỉ. Không quen đồ ăn nước uống rồi. Chắc là thế. Chắc phải mất thêm một thời gian nữa thì mới quen. Thương có vấn đề gì không? Chị em cũng thế. Cũng thế á? Vâng. Cũng đau bụng á? Vâng. Chứng tỏ là nước uống của người Mông khác nước uống ở dưới này nhiều quá nên là nó không quen lắm đúng không? Cái gì nhỉ? Để xem là mấy đứa anh đi mua cho một cây ấm siêu tốc nhá, để mấy đứa đun nước nóng mà uống nhá. Mấy cả
mùa đông đến thì còn đun nước tắm nữa, không thì ốm ra đấy thì dở. Ok, anh em mình sẽ ăn cơm nhá. Mời mọi người ăn cơm cùng với ba anh em mình nhá. Em mời tất cả mọi người ăn cơm. Thứ thì đến lượt thương mời ấy. Mời mọi người ăn cơm ạ. Ok, rồi chúng ta ăn cơm nào. Rất là nhanh chóng thì anh em mình cũng đã dùng xong bữa cơm trưa rồi. Hai đứa ăn cơm hôm nay anh nấu có ngon không? Dạ có. Ngon hơn mẹ nấu không? Không ngon mà mẹ nấu đâu. Đừng có lên mẹ nấu rồi. Anh có động lực lần sau anh còn nấu tiếp chứ. Lần sau thì em sẽ ra đây phụ anh. Lần sau tôi sang nấu nhá. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái nội dung chính của ngày hôm nay, đó là trao quà cho Dua và Thương. Thì trước khi mở hộp quà này ra thì Dua với Thương có lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã quan tâm và động viên các em trong thời gian qua. Thương chưa đi? Có đi vâng. Cháu cảm ơn các cô chú đã quan tâm cho cháu và gửi quà đến cho cháu và phụ giúp cho cháu trong học tập ạ. Còn Thương thì muốn nói gì với các nhà hảo tâm nào? Cháu cảm ơn mấy chú đã giúp cháu đi học lại và gửi quà cho cháu ạ. Trước thì mình cũng đã chia sẻ, tức là cái chỗ Thương thì đi học thì gần như là mọi người bây giờ là đang giúp tiền học cho Thương là 100%, còn Dua thì cũng được hưởng cái chế độ hộ nghèo nhỉ. Vâng ạ. Ừ, nên là cũng được nhà trường hỗ trợ cho tương đối rồi. Đấy, thì mọi người vẫn quan tâm và dành tình cảm cho cả hai bạn này, nên là thường xuyên là vẫn hỏi thăm và cũng có lần thì gửi quà hoặc gửi tiền đến để động viên cho hai bạn này cố gắng học hành. Thì hai đứa là phải chăm chỉ lên nhá. Vâng. Tu dưỡng và rèn luyện. Cố gắng là hoàn thành tốt 3 năm học, thì cố gắng là mỗi một tháng thì anh em mình có thể gặp nhau một lần để kiểm tra xem là tình hình sức khỏe, học hành, về tâm lý các thứ xem như nào, để mọi các cô chú quan tâm thì các cô chú thấy được các em như thế thì các cô chú cũng sẽ yên tâm và sẽ vui. Nhìn thấy các em thì các cô cũng sẽ vui thôi, vì các cô coi các em như là con của mình thôi. Bây giờ thì hình như chắc là mình vào học thì không biết là hiện tại như nào, nhưng mà thứ hai thì cần cô bảo là thứ hai thì cần một quyển vở kỹ cháo được không? Thứ hai tới này là bắt đầu là bọn em đi học chính thức đúng không, bắt đầu học văn hóa các thứ đúng không? Vâng ạ. Nhưng mà thứ hai chắc buổi đầu tiên chắc chưa có lịch học, chưa có thử có biểu, nên là chắc có là biểu thì chiều thứ sáu có rồi, nhưng mà các cô chưa ngủ thôi. À đấy à? Không, cô bảo chiều thứ sáu có, nhưng ta bảo là chưa có. Thì chắc là thứ hai thì các cô thông báo lại. Thì đến thứ hai này mới là học chính thức. Còn tuần trước khi nghỉ Quốc Khánh là chủ yếu là học quốc phòng đúng không? Chính trị. Ừ, chính trị. Về nhà trường này như nào thì... Em làm bài kiểm tra về cái đấy nữa cơ mà. À thế chắc là chưa học quốc phòng. Chắc là các em cũng phải có nội dung quốc phòng. Ừ, có nội dung quốc phòng. Mũ các kiểu rồi. Rồi ok. Thế còn đang dở hai đứa bảo là hứa thể hiện quyết tâm với lại các cô chú sao nào? Cháu thì không biết là học giỏi được không, nhưng mà cháu sẽ cố gắng học ạ. Và hết thì rồi nói thì cháu cũng thế thôi, cháu không biết cháu có học giỏi không, nhưng mà vào trong đấy cháu sẽ thật là cố gắng xem là kết quả học từ cháu như nào. Thì chắc là cuối năm thì mình biết lại cả là, tại vì bây giờ cháu mất nhiều kiến thức quá nên là chắc là vào đây thì phải hơi cố gắng một chút để được kịp các bạn. Được rồi. Thật ra là cái bản tính của Dua là hay nói nhanh, nên là mọi người nếu theo dõi Dua từ trước thì cũng đã biết rồi, Dua nói thì như gió. Mọi người đồng cảm cho em trước nha, tại vì quen nói nhanh rồi nên là bây giờ nói chuyện thì không nói được ấy ạ. Không nói chậm được. Vâng. Ok, bây giờ anh em mình sẽ mở quà nhé. Anh em mình sẽ mở quà. Thì thật ra cô Ngoan trước khi gửi quà thì cô cũng bảo trước là quà thì chủ yếu là quần áo cho con gái thôi, nên là cái
có cái món gì có thể lên hình được thì mình sẽ đưa lên hình để khoe với mọi người nhé, còn cái gì không không tiện lên hình thì thôi. Ok Dua, mở quà đi, hai hai để quà vào giữa hai người cùng mở đi. Từ 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 Mặn 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 Rồi cầm dao của người Mông là quen tay rồi đúng không? Chứ con dao này mà không, không quen được cầm thì trông cũng nguy hiểm phết, thì mũi lên rất là nhọn. Để cái tờ giấy của thông tin của cô lên trên kia. Để có gì cần liên lạc thì cần liên lạc lại với cô. Đấy, quá trình nó vận chuyển nó cũng bị rách đi rồi. Trong cái thùng quà này thì có cả một phần quà của Rubathan nữa. Qua đây thì cháu cũng gửi lời cảm ơn đến cô Ngoan đến từ Sơn La. Cô ngoài gửi quà cho các nhân vật ở trong này, cô còn gửi quà cho cả chủ kênh nữa, rất là cảm kích. Đấy, có hai túi đồ với hai túi quà màu đen, không biết là thương cứ bỏ ấy, chắc cô sẽ ghi ở bên ngoài đấy. Cô thấy bỏ cô ghi không? Cô có ghi tên không? Đâu có ghi, ghi chữ, cô ghi chữ đúng không? Đây là của bé cha. À bé cha. Không, đây là của bé cha. Đây là hai túi. Đây là túi của đồ con gái. Đây túi của Dua, còn đây túi của cha. Túi của Dua, túi của cha. Bạn cha là bé cha là ai? Bé cha là em của Thương này này. Tính ra em gái. Tính ra em họ, em cũng có họ hàng đấy. Đây là đây túi này của cha đấy, mình quên mất không biết thì túi này mình sẽ chuyển đến cho cha sau này. Này rồi. Hay cái đây cái vòng đây đúng không? Chắc cái vòng ở đây. Bây giờ đến mùa rét thì bác sẽ mua áo phông. Mùa rét thì chắc mở ra chạy áo. Đấy. Đúng rồi, cho bác xay áo nhé. Áo xay bao nhiêu nói luôn cho anh Tuấn. Áo xay bao nhiêu thì đã biết. Nhưng mà bác bảo bác mua áo khoác cái gì hay là áo phông ạ? Đúng rồi, áo khoác. Nhưng mà mùa rét á, bây giờ được. Sai, phải biết là anh không biết áo khoác người ta chia sai như thế nào. Nhưng mà áo khoác thì cũng dễ mua thôi, bởi vì thường người ta mặc rộng một tí đúng không? Vâng. Thì em cao mét sáu đúng không? Vâng, em thích mà nó to to là rộng rộng một chút. To to rộng rộng thì em cao mét sáu thì đúng không? Bây giờ thì mình đeo thử không nào. Cái vòng này nó đẹp cực. Wow, cái gì đây có dây trên nữa? Đâu? Đeo thử đi. À, cái này cái dây nữa. Không biết cái dây gì. Cái dây này đeo cổ hay là đeo tay nhỉ? Ngắn thì đeo tay, chắc đeo hai vòng tay. Đeo cổ. Cổ vừa không? Có. Nhìn nó nhỏ vậy. Thử đeo, thử mai thôi, thử cả. Nó bé. Tên này không thần vượt là gì? Đường à? Cái vòng này là vòng dây giãn nên là dễ đeo đúng không? Vâng, ở dây nó giãn, lúc cô gọi điện cô hỏi là cô gửi vòng đá cho Dua nhưng không biết là liệu Dua đeo có vừa không. Vừa. Nhưng mà dây này thì dễ đeo đúng không? Nó hơi bé. Hơi bé đúng không? Anh cảm giác cái dây nó hơi ngắn. Vâng, ừ. Mình đeo vòng thì nó tay nó lại dài quá. Ừ. Chút chút chút. Sao cho nó chả mua bông hay chị cần gì kia mà đeo sao vậy? Nó đi mà vòng tay thì đeo luôn. Tại vì nó hay cái này, nó hay cái này. Rồi, ok. Xem đồ gì đấy. Đấy nhá, em giữ lại cái phong bì với lại những cái giấy tờ mà cô nhắn cái gì đấy nhá. Vâng ạ. Cô nhắn hỏi thông tin thì có số điện thoại của cô kia nữa, xong em có thể chủ động liên lạc lại với cô. Vâng. Xong cô có thể hỏi chiều cao cân nặng để cô mua tặng áo cho thì cho nó tiện. Đấy. Chắc em cũng nói trên đấy rồi thay. Nhưng mà không có cái nhiều cái vấn đề thì phải nói chuyện trực tiếp với cô, cùng là con gái thì sẽ hiểu hơn. Vâng. Ừ.
Ok, còn cái quần áo của cha này thì mình sẽ cất vào đây, nào mang lên cho cha. Ừ. Tạm thời chương trình cho quà. Đây là hai cái quần vò rồi, hai cái áo cộc tay. Cô gửi quần vào áo không đúng không? Đây có tên mình. Ừ. Đấy, cô rất là cẩn thận chu đáo, cô sợ đấy nên nếu mà đưa về vì anh nhận nhiều đồ của anh còn lẫn, anh còn không biết là hôm cô bảo là cô ghi tên từng người, cứ nghĩ là một phần của Linh một phần của Dua, nhưng mà không sao cả. Một phần của Khương, một phần của Dua, nhưng mà một phần của Dua và một phần của cha. Và không sao cả. Dua cho xem quà, xem quần áo xem có thích không, xem đẹp không? Cái gì không cho xem thôi, xem có cái gì xem được thì cho mọi người xem một tí. Thôi cho xem cái áo đẹp nhé. Thích áo đấy à? Vâng, thứ hai em mà đi học luôn. Thế Everyone love green summer. Rồi, tiếp tục xem nào. Cái dài này, váy dài. Nhưng không biết em mà được không. Đâu, váy dơ luôn rồi nè. Chắc là có. Dỏ rồi. Nào đó. Tao bảo nó chứ lụt tối à. Bác chắc là bác có con gái nên là bác cứ chọn đồ cũng tâm lý, chọn đồ là... chọn đồ như là đồ ăn. Hai cái khẩu trang, một cái tư thương, một cái tư thương. Rồi, hơi buồn một tiếc là hôm nay Dua không, Thương không có, thôi cái đấy bỏ qua. Hơi buồn một chút là hôm nay Thương không có quà hiện vật thì Thương sẽ nhận cái món quà này của Dua Than nhá. Đấy. Tối thức khuya mà học hành mà đói quá thì ăn ăn gì nhỉ, nước khô. Nước khô với uống sữa. Còn đây là 49% số tiền mọi người gửi quà cho Dua. Còn tiền hàng tháng của Thương thì hẹn vào ngày 20 tháng 9 thì mình sẽ chuyển. Còn đây là tiền mọi người hỗ trợ cho Dua một phần cái kinh phí trong quá trình học tập của Dua, đây là 49% nhá. Dạ vâng, em cảm ơn. Và cả nhớ cảm ơn người gửi, người ủng hộ. Cảm ơn chú gì ấy. Thôi rồi, lúc cảm ơn lúc đầu rồi. Gồm có chú Hải, anh Hải ở Hà Nam và chú Văn Đông Phạm ở Đức. Đấy. Và cô Ngoan ở Sơn La. Có ba cô chú gửi một cái phần tiền hỗ trợ cho Dua trong cái thời gian đi học. Thì một lần nữa thì cảm ơn tất cả các cô chú nha. Cháu chứ phải xưng là cháu chứ. Cháu thì cháu không. Thì cháu phải cảm ơn các cô chú chứ. Đúng rồi. Còn đây là quần áo của cha thì mình sẽ chuyển lên sau nhá. Quay phòng cơ. Một đứa quay phòng, anh chở một đứa đi mua đồ chứ không chở hai đứa đi được đâu. Tớ không may gặp công an cái đấy việc ra lại mang tiếng. Thương gọi xe không sao. Gọi xe nào thì có bà nghĩ cũng bị bắt thôi. Thương ngồi sau thấy công an thì nhảy phóc một hết xuống dưới à. Ôi, nhảy xe giỏi. Em thì thiếu mỗi hai quyển sách thôi. Môn gì với môn gì? Môn hóa với lại môn hình. Hình như hình học là đúng không? Hình học à? Cả hai em đều thiếu giống nhau à? Vâng, em thì thiếu hóa, còn bạn Thương thì thiếu lại thiếu hình với hóa. Ừ. Từ tổng là 3. Có sách mình có vở chứ nhỉ? Một đứa chưa? Đúng. Mà giấy vở mỏng. Định đi mua hai quyển vở dày em biết chẳng. Thôi là giờ mình viết tạm mấy cái dạy mà bằng mấy cũng được sao mình nó hay để thay nhỉ. Ừ. Em cũng như thế, em dùng cái vở mà người ta lên thì người ta cho chứ em cũng không. Thương thích kiểu cầm mấy quyển dày trong viết cả năm luôn á. Viết chung các môn rồi đấy á. Không phải đâu. Tức là nó định là viết một môn nhưng mà viết cả năm không phải thay rồi. Bình thường hay viết là một kỳ một quyển không? Kỳ một quyển, kỳ hai một quyển. Em cũng kiểu như thế. Một năm thì một môn thì thay hai quyển vở thế thôi. Tí xem, tí nghĩ xem còn thiếu cái gì tí thì mua. Ở dưới thì chỉ là mua sách, mua vở cho mình, nếu mua sách cho mình thì xong là cái bộ chuyện ta. Dưới luôn nè. Năm? Ờ đúng rồi. Dưới nắc áo rồi hả? Nắc áo này khá trắng không? Tại vì cái sách ba lô. Ở dưới là ít lúc tí xong.
Tại vì biết đi xuống học ở cơ sở 2 phải có túi này. Đúng rồi. Cơ sở 2 là ở đâu? Ở dưới trường miền Tây này, cạnh trường miền Tây. Có cái trường ghi là trường trung cấp dân tộc gì nội trú thì nghề đấy đúng không? Cái tên dài dài. Cách ở đây 200m. Tức là học học khá xa học văn hóa là học ở đấy gì? Vâng, học nghề trong này. Thế cơ hội được đi ra ngoài là gì nữa? Bọn em quý. Em không thích đi như thế đâu, tại vì em đi em sợ đi bộ xuống. Nguy hiểm lắm. Nguy hiểm gì? Đường đây chỉ đường người ta đưa ma lên trên bãi mả, trên này có bãi mả thôi, còn có đường này cũng vắng mà. Nhưng mà ít ra thì thường thường em đi học thì em thích ở trong trường hơn nhiều, không muốn ra ngoài đâu. Nhớ em là cờ dưới lên chơi gì vậy? Em chơi cầm cờ dưới. Hai đứa nhảy xuống cái sân chơi là nào chứ? Đá bóng chơi ở cái sân nào? Em ngoài học chính trị, tuần nào đấy ngoài học chính trị mà học quốc phòng mà. Quốc phòng đấy. Quốc phòng đi. Quốc phòng thì ngồi trong đấy đúng không? Nóng. Cả em vào hôm nay rồi, cái hôm mà chuẩn bị về em xuống đấy chơi. Hôm chuẩn bị về không ngủ được, sao lúc 5 rưỡi phải xuống đấy, ngồi trong đấy đến tầm 7 giờ mới lên phòng. Thế hôm rua về nhà bố mẹ bảo là hôm đi học về ấy, về nghỉ ấy. Bố mẹ không nói gì, sao đến cầu sao bố xuống đó làm đấy. Bố đón ở đâu? Cầu. À đi xe khách về cầu à? Vâng. À. Bố xuống đấy đấy chứ không phải bố xuống tận đây đâu gì. Không phải đâu. À. Tại vì bố bảo là bố xuống tận đây nhưng mà em bảo xa quá đấy thì mệt đấy, sao bố mệt là thôi. Em đi xe khách về nhưng mà về xe xe nó. Nơi khổ của em là mỗi khi đi xe khách. Chán đời. Cái chương trình trao quà và gặp gỡ của Duva Than với cả Thương và Duva sẽ kết thúc ở đây nhá. Hôm nay là một cái video ngắn gọn thôi vì ngày hôm nay mình cũng rất là vội, buổi sáng thì đi đào bể ở trên bản, còn tranh thủ buổi trưa về để gặp hai em này, thì cũng tranh thủ cái ngày chủ nhật các em được ra ngoài, còn bình thường là có muốn gặp cũng không thể gặp được, hoặc là nếu mà sang trường thăm ấy thì cũng khá là phức tạp, phải liên hệ với thầy cô giáo, phải liên hệ với bảo vệ nhà trường, rồi lý do chính đáng thì mới vào thăm được, nên là hôm nay mình cũng tranh thủ thôi. Xong rồi lát nữa thì mình sẽ đưa Dua với Thương xem là có cần mua cái đồ gì lặt vặt ở ngoài thì sẽ tranh thủ đi mua. Và các em ấy sẽ phải trở lại trường mấy giờ nhỉ? Trước mấy giờ? Trước 6 giờ. Trước 6 giờ. Trước 6 giờ tối hôm nay. Đấy, cái video của mình sẽ kết thúc ở đây nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và cảm ơn các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng Duva Than cũng như là cùng với lại các nhân vật ở trên kênh. Nếu mà có cái gì sai sót, đặc biệt là các em này nó còn nhỏ, nó về giao tiếp, về ngôn ngữ nhiều cái nó cũng hạn chế, thì mọi người thông cảm cho nhá, và mình sẽ cố gắng là sẽ bảo cho các em ấy dần dần. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chào tất cả.